Hai chào anh em vào xỉu đâu, mình từ lũi xì đám rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Vậy là cái gì ở bên xem Nhật Bản cũng đã chính thức công bố bộ hợp tạ chính ra mắt, còn công bố thì họ công bố từ mấy tháng trước các bạn ạ. Ngày hôm nay thì bắt đầu chính thức ra mắt là bộ võ sĩ hợp tác Guitar Gear. Mình thật sự không có nhiều hiểu biết về thế giới anime hoặc là manga gì đấy, mình không biết bọn này nó có cái thể loại đấy không, nhưng mà về cơ bản thì mình cũng không rõ nó là thuộc cái dòng game nhất gì đó đấy, nhưng mà đại loại là nó cũng có một cái lượng fan tương đối lớn, và hai bên thì bên Quyền Vương 98 hay cái nhiều phái trở ấy đấy, và bên đấy thì họ hợp tác với nhau đấy, thì họ sẽ có cái sự lôi kéo người chơi từ bên Quyền Vương 98 này của mình sang bên bên cái game đấy của họ, đúng không các bạn? Đấy, rồi là bên mình thì cũng sẽ lôi kéo được từ bên kia sang bên này. Đấy, nói chung là trung chuyển người chơi nhá. Đấy. Nếu hiểu theo nghĩa tiêu cực của một số bạn thì cũng như kiểu hợp tác giữa bên nhóm cái gì nhỉ? Group KOF98 server Nhật và server quốc tế chẳng hạn. Nhiều bạn sẽ coi là cướp người chơi với nhau, nhưng mình thấy rằng hợp tác với nhau là tốt. Nó sẽ luân chuyển người chơi. Có những người chơi người ta không thích server Nhật thì người ta sẽ qua server quốc tế và ngược lại, đúng không các bạn? Đấy, chứ ăn đâu. Chứ đâu nó không có hại đâu các bạn ạ. Sự hợp tác này mình đánh giá rất là cao các bạn nhá. Đây là giữa hai con game khác nhau. Bốn võ sĩ các bạn ạ, lần này tới đã bốn võ sĩ. Đâu rồi? À tất nhiên là chúng ta chưa có thể có vòng đua đúng không các bạn? Theo mình nhớ không nhầm lịch event của họ là 27 bắt đầu có vòng đua các bạn nhá. Đấy, ngày hôm đấy thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại làm video. Đây là con Goblin Slayer. Lần hợp tác từ cách đây 1 năm trước các bạn ạ. Đấy, còn đây là bốn con võ sĩ mới các bạn này. Rồi con này hồn gì đây? Hồn hổ các bạn ạ, một con hồn hổ. Con này là con hồn rùa. Ok, rùa đỏ. Con này là con hồn hồn gấu và một con chắc là hồn rắn nữa các bạn ạ. Đâu rồi? Đây. Rồi, đúng luôn, đủ tứ hồn luôn đúng không các bạn? Rất cân bằng. Con này là gì nhỉ? Đả hay kỹ vậy? Chưa có màu ấy, không rõ lắm. À đây con này đả các bạn nhá. Hai con đả. Một con này là con kỹ, à con này con đà, con này con kỹ các bạn này, còn con này là con vệ. Rồi như vậy là hai đà, một kỹ và một vệ. Thì chúng ta sẽ tham khảo cái event của nó trong vòng 2 hôm nữa các bạn nhé. Ngày hôm nay thì bên server đài người ta đã có event rồi. Đấy, bên này thì chưa có. Rồi võ sĩ hợp tác Guitar Gear, bà bộ kỹ năng của nó thì các bạn có thể tham khảo qua trang web kfgv.com này. Chứ bên này các mình có vào cũng cũng chả giải quyết được ý nghĩa gì cả đúng không? Đấy, chỉ giới thiệu được các bạn là nó gồm có bốn võ sĩ thôi, đủ tứ hồn luôn, đủ tam hệ luôn. Đấy, sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho người chơi, và cứ đến hẹn lại lên thì cứ 1 năm lại có một lần gọi nhá, vào tháng 10 nó sẽ ra mắt. Đấy, hôm nay là gần cuối tháng 9 được các bạn ạ. Ok, thôi chờ còn đâu, quay trở lại nội dung chính của video này là video bán hàng. Và các bạn, mình vẫn xin nhắc lại một lần nữa, bên xem Nhật Bản thì người ta kim cương người ta giấu trong túi đồ dưới dạng xu vàng chứ không phải là kim cương xanh giống như xem quốc tế hay xem quốc quy. Tổng lượng kim cương ở đây mình đếm nhanh thì nó rơi vào khoảng độ 23.000 kim cương, thì các bạn quay cho mình cái mốc là mốc 23k thôi nhá, vấn đề cơ bản là bỏ mốc cuội. Còn còn check cái server tí, à cái check tí ạc à, hiện nay thì được đang thuộc server số 154, vừa mới mở rune cũng chưa lâu các bạn ạ, với có level 95 mà. Đội hình hiện tại thì bao gồm bộ đội ung thư là rock kết hợp với rock hồn vũ khí kết hợp với Dulon. Dulon này chắc S max vì trạng thái 6 sao rồi. Dulon S max thì sự là mới dã man, nhưng đầu trên max này nó hơi hơi bình thường các bạn ạ. Vì nó là võ sĩ sát thủ phải đủ đam để giết người luôn, nếu không giết được người thì nó không đạt được hiệu quả. Ta chúng ta cũng có Tereko ở trạng thái S max, Efuru nhị môn chắc là sẽ sớm thay đi, Saiki và cuối cùng là rock Howard. Arc này sẽ không đủ kim cương để chơi event hợp tác đâu bạn nhé, nên thành ra lấy được con nào free thì lấy. Mình nghĩ rằng về bốn võ sĩ như thế thì chắc nó cũng phải cho free một con thôi. Đấy, và trong bảng event mình có ngó qua group thông báo thì cái gì nhỉ, là nó sẽ có cơ hội nhận được free một con đấy các bạn ạ. Các bạn phải tham gia đầy đủ event của nó vào. Thôi cái đấy chúng ta tính sau nhá. Đấy. Về bán môn mình thấy rằng cực kỳ ổn với hai con sát thương đều là người tầng lục môn. Về mặt phòng thủ thì theo mình thấy hơi hơi cùi bắp một tí. Đấy. Vì nói thật là bên server Nhật Bản thì mình thấy rằng tấn công nó là cái chìa khóa để chiến thắng, chứ thủ cũng không lại được các bạn ạ. Giờ bọn sĩ nó trâu lắm, thủ bằng cách là hồi sinh thì còn được chứ còn đâu cứ cứ cái gì trâu trâu nhây nhây vào không làm gì được. Có Saiki Demon hồn vũ khí các bạn nhá. Ok,
đợi à, không có vòng 2, chờ nó update lục môn, tích lũy thì nâng lên lục môn thôi, mình xem còn bao nhiêu mảnh vạn năng. Hay hồn điệu hồn sách, hồn vũ khí của Gideon, hồn vũ khí của Shunei. Đây là ngọc bỏ qua môn, 163 mảnh vạn năng, tổng khoảng 170 mảnh vạn năng. Túi đồ còn tương đối nhiều mảnh nhưng thật sự không quan trọng. Rồi phần này mình kim cương mình đã check rồi. Tốt đốc trưởng của ác này trong khung giờ 20:59 chúng ta cùng ngó nhanh. Rồi các bạn nhìn thấy có thể gọi là chắc chân hạng 4 trong đấu trường. Chỉ mình có đánh đánh lên thôi chứ còn đâu không đánh xuống vì có cả tỷ lệ đánh lên từ top 3 các bạn này. Nhưng tỷ lệ rất là thấp đúng không các bạn? Top 3 chắc các bạn này. Đấy, ok. Uy lực này cũng là uy top 4 luôn các bạn ạ. 46.500 uy lực. Đấy, hơn bạn này một tí đấy. Thành ra là có cơ hội đánh. Rồi. Đúng không? Ngày đấy là một cái lợi thế rất lớn cho bạn nào mua ạc này. Mình xem lại, đây là đang đánh mặt bằng chung của server nhá. Người ta thì còn đang sử dụng mà Major Thiên Cầu. Những cái võ sĩ có thể gọi là hot ở thời cũ. Nhưng mà gặp Dulon thì tuổi gì các bạn. Ai xem trận nhá, hy sinh 10 cương này show các anh em. Mình sẽ đánh với bạn là không có Thiên Cầu đi, nhìn cho nó khác biệt. Với cặp King Major Rock à. Nhìn nó giống nhau quá, mình muốn đánh cái team mà nó khác khác đi chút. Đây đây các bạn này các bạn nhá. Lực chiến của họ thậm chí còn hơn mình, nhưng với việc không có rốc các bạn ạ. Không có Esmax, à, không có Dulon này mà họ lại dùng bộ đôi cũ là Thiên Cầu và Major. Chúng ta xem bên Feta sẽ đấu chọi như thế nào các bạn nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng để ý rằng là Teyko vẫn là một võ sĩ có cái sức sức mạnh hữu hiệu, đặc biệt ở khoảng lượt số 2. Cú đấm của Esmax của Teyko khiến cho đối phương không thể hồi phục. Thì đây là một cái đòn khi kết hợp với Dulon thì sẽ làm cho đối phương chắc chắn là sẽ bị sốc chết. Đội hình đối phương thì mình thấy rằng sẽ là đội hình tương lai của rất nhiều người chơi bên sân quốc tế hướng tới. Với việc thay Saiki bằng chỉ đơn giản là thay Saiki bằng vị trí của Mizuchi thôi. Còn đâu nó cũng sẽ na ná như nhau. Hơn uy rõ ràng là một lợi thế rất lớn. Khá ảo khi mà hàng này bạn lại cho rốc đứng hàng trước luôn các bạn. Thường thường người ta hay đưa cho rốc đứng hàng sau. Và Dulon mới là đứng hàng trước các bạn. Với Dulon có cho ẩn thân. Nghĩa là khi mà nó bị đánh gọi là sốc chết các bạn ạ. Thì nó sẽ vẫn tồn tại trên sân nhá, nhưng mà ở dạng là như kiểu cái đi không phải kiểu cái đi cô nó cũng ra lá như cái đi cô nhưng vẫn còn hình ở trên đấy. Đấy nhưng mà không đánh nhiều lắm chuyện đúng không, mình thấy nó về còn nó bản chất nó cũng na ná như là cái đi cô thôi. Đây là Smart có chí mạng. Các võ sĩ hợp tác thì thường là có cái sức mạnh vượt trội so với những cái so sĩ 15 ở server tư chất 15 cùng thời kỳ với nó. Dự kiến thì Rock cũng chỉ ngang cơ được với những cái võ sĩ tư chất 15 sắp tới thôi, dù là họ chưa có một. Thì con các bạn cứ nhìn con Ona là biết đúng không? Đấy, nó ra mắt 1 năm rồi. Và bây giờ vẫn sử dụng ngon lành. Feta hàng trước thì có tới hai võ sĩ có khả năng hồi sinh nhiều lần, một là Trang Béo, hai là Saiki. Chúng ta thử nghiệm xem Rock chống chịu như nào các bạn nhé. Mình nghĩ là vẫn ngon đấy, vì Rock lần nào nó có một khiên mà các bạn, và khả năng hồi máu của Rock thì phải gọi là vô địch. Mình chưa thấy con nào hồi máu kinh bằng Rock. Cả lượt của Feta lẫn phe địch thì Rock đều có khả năng hồi máu.
phản đòn tới từ vị trí của Liêu Thiên Cẩu rất khó chịu. Rồi, sẽ không thể gọi là hồi máu được. S-Mark của Tedeco mình thấy vẫn là một cái gì rất chất các bạn ạ. Vẫn rất hữu hiệu. Cái trò miễn 100 không thể hồi máu được của Tedeco là đồng chất vô nhị. Mình chưa thấy cái võ sĩ nào có cái nội tại tương tự như thế. Gần như chuyện này chắc chắn sẽ chiến thắng thôi. Đối phương chỉ có một sát thương chủ lực là vị trí của Major. Và thật sự nó chưa phát huy được tác dụng hữu hiệu. Mình chưa nhìn thấy Major có một pha nào gọi là highlight cả. Rồi, viện trợ khá cùi đúng không các bạn? Thậm chí còn chưa bơm máu cho đầy đủ, à, cho toàn bộ đồng minh. Mình nghĩ rằng sắp tới thì sẽ được miễn phí viện trợ từ chất 14 đến chất 15 ở đấy thôi, không khó. Viện trợ Athena, viện trợ Robert, cùi quá. Rồi, xem Major của đối phương đấm phát này như nào nhá. À, lại bị giảm nộ mất rồi. Nhưng mà có khiên là không bị giảm nộ các bạn. Không có khiên cơ. Rồi, chữ S-Mark thảo nào. Đúng không? Chữ S-Mark thì không tính tiền được các bạn ạ. Tưởng Major S-Mark rồi, 6 sao nhìn thế này. Trông chán quá. Ok. Thôi thắng gần như là thắng chắc ấy. Thôi, thêm mốt 15 kim cương nữa các bạn nhá. Xem cho nó rõ ràng chứ thật sự. Nhìn con Major không S-Mark trông khó chịu quá. Bạn này đi. Lực chiến bạn ấy thấp hơn nhưng các bạn nhìn thấy về chất tướng lại là ngon hơn đúng không? Đấy, như vậy hy sinh 25 kim cương show các bạn thêm 2 trận. Mình nghĩ là thắng hết thôi nên là thành ra không buồn đánh. Bạn ấy không buồn đánh như 2 giờ mới 20:09 tàn đánh lên trên. Rồi, Metekun. Khá đen cho đối phương ấy. Mê hoặc đúng vào vị trí của Ona. Cái mê hoặc này thì nó na ná giống như là... À, cái mê ngủ này na ná nó giống như là mê hoặc của Makaki. Đấy, có điều thì nó xuyên được miệng khống. Còn cái mê hoặc thì không xuyên được miệng khống. Đấy, cái điểm giống của nó là đều có khả năng bị giải được các bạn ạ. Đấy, giải theo kiểu là đi kèm với hiệu ứng nào đấy. Chứ tự nhiên thì không giải được. Cái mê hoặc lọ thế, cái ngủ mê đó là một cái, mình nghĩ nó là một cái cải tiến của mê hoặc. Khi ngủ thì Metekun được tăng rất nhiều về các chỉ số liên quan đến phòng thủ. Đây là S-Mark, không có cái chí mạng nào, sát thương vẫn lên đến sấp xỉ 6 triệu. Chúng ta cùng xem Tedeco, lượt này lượt nó mạnh nhất đây các bạn này, 4 triệu lần một và 4 triệu lần 2, tổng 8 triệu đam. Và Major thì mất một mạng rồi, dù là bất khiên đi các bạn ạ. Mà các bạn nhìn để ý nhá, thằng Rio Thiên Cẩu các bạn nhìn thấy một chấm máu và gần như không có một động tác nào để hồi máu, tức là nội tại lẫn độc chiêu và tuyệt kỹ sắp tới đây. Đấy là cái sức mạnh. Rồi, các bạn nhìn thấy gần như không hồi máu đúng không? Đây cũng thế. Có giải hiệu ứng cái gì đấy nhưng mà không giải được các bạn ạ. Dạ màn nhỉ. Rồi giờ trên cầu chiều chết thì còn làm gì nữa. Rồi đấy là S-Mark Major. Đấy nó mới là thứ mà chúng ta gọi là trông đợi. Dập một phát gần như chết hết. Trang béo sẽ hồi sinh, không có vấn đề. Rồi Tedeco hình như mất một mạng, bắt đầu biến hình. Sao lại dính mê ngủ mà lại đứng nhỉ? Hay đây là hiệu ứng của King? Thường mê ngủ nó phải nằm các bạn ạ. Thằng anh ngủ đứng à? Rồi, Rio trên cầu sẽ chết sớm rồi.
khi mà nó không thể hồi máu được thì khổ lắm không các bạn, chết luôn rồi, dã man nhá. Đấm không hồi máu, sợ thật. Mình nghĩ con này chắc chắn là sẽ một con dùng rất lâu dài, cái hiệu quả đấy của nó là chưa ai có thể thay thế được. Rồi còn cái giảm nộ thì thật sự nó không không còn nhiều giá trị nữa. Đặc biệt với các võ sĩ bây giờ đa phần nó đều có miễn hiệu ứng giảm nộ hết rồi. Được, con Tedeco mình hơi coi thường nhưng mà được đấy. Khắc chế Ryukyu Thiên Cầu ầm ầm luôn các bạn ạ. Và mình nghĩ nó khắc chế tất cả các loại tanh thôi. Tanh cơ thì không hồi phục thì chết. Ráp cũng thế. Ráp sở dĩ châu bò thế vì nó hồi phục kinh. Đánh nó một chấm máu mà là cứ thế là nó hồi đầy bình thôi các bạn ạ. Nhờ vào nội tại, độc chiêu tuyệt kỹ của Ráp đều hồi máu. Bốn trên năm võ sĩ tung được tuyệt kỹ. Rốc 5,8 triệu. Rồi có chí mạng. Đấy, 3 triệu. Hơi ít. Đây mới là pha đấm chất lượng các bạn này. 557 à, buồn cười thế. Căn bản là đấm phải đúng cái hàng nó có giới hạn sát thương. Sakidemon đang tỏ ra cứng hơn rất nhiều so với Thiên Cầu. Với cái nội tại hồi sinh vô tận. Nhưng mà không được hồi máu thì sẽ chết nhanh thôi. Tức là gọi là hồi sinh chỉ gọi là đỡ được một cú đấm thôi. Thực ra bên mình cũng có nên chả sợ các bạn ạ. Rốc đối phương đấm ác thật. Mình nhận thấy rằng rốc ở trạng thái có hồn vũ khí ngon hơn rốc ở trạng thái tam môn. À tứ môn không hồn vũ khí các bạn ạ. Hôm trước mình có vào test một ạc. Rốc ở trạng thái là tứ môn nhưng không hồn vũ khí. Thật sự đấm nó hơi tệ, không ra đam nhỉ này. À, dù chỉ 5 sao nhưng với hồn vũ khí trong tay rốc nó vẫn trâu bò hơn. Đấm vẫn có sức sát thương hơn. Rồi mây trời hết khiên rồi. Xem nó còn tạo lần khiên mới đâu không. Khả năng là không. Bay. Rồi bay mây trời. Thì ăn chặt. Một mình rốc thì không thể làm gì được. Vì phe tạo có rốc. Hai con rốc đánh nhau chỉ có hòa cờ thôi. Bên ta còn có Dulon, còn là Tedeco, đặc biệt là Tedeco cũng là một con khắc chế mạnh vào rốc với khả năng hồi phục. Đấy, mình vẫn xin nhắc lại là rốc các bạn lưu ý có một cái sức mạnh khiến nó trở lên ung thư như hiện nay chính là khả năng hồi phục. Tới từ cả đầu lượt phe ta lẫn phe địch. Nó hồi phục gần như gấp đôi so với các võ sĩ khác. Nhưng với Tedeco đấm vào nó sẽ không cho hồi bất kỳ một giọt máu nào thì thử hỏi rốc hồi bằng kiểu gì? Ai xem anh hồi với chúng tôi đi. Không chết đấm phát nữa. Rồi, chết luôn đúng không các bạn? Độc chiêu các chết luôn. Được, con Tedeco dã man thật đấy. Ôi giờ mình càng thấy càng ngày càng thấy con này giá trị hơn. Ok, mình Saiki thì chết sớm thôi. Lần này team lại thắng, gọi là thắng chân chật luôn. Đúng không? Rồi, với trong tay 2S Max. Đấy. Tuy rằng có thể gọi là cũ nhưng mà giá trị thì vẫn liên thành và đặc biệt là hữu hiệu trong thời điểm tại là em mắc của Tedeco. Còn Dulon là một võ sĩ mới thiên hướng về sát thủ, còn Rock là con võ sĩ đam sát thương to nhất nhưng là đam sát thương tổng các bạn ạ. Đấy, dù chỉ 5 sao nhá, sát thương tổng của nó mình thấy rằng lại lớn hơn cả Dulon. Tedeco thì có như được bùng nổ đấm 2 lần thì rõ ràng là nó sẽ vượt hơn cả Smack Dulon và cả Rock. Đấy, nhưng mà chưa tích đủ hồn sói thì thật sự nó hơi nguy hiểm đúng không các bạn. Đấy, đủ hồn sói vào đấm công nhận dã man thật. Ở mẫu nào trên đấy. Hồi sinh với trang béo, hồi sinh với vị trí của Seki vô tận luôn. Đây là phòng thủ bằng cách là hồi sinh nữa nhá. Mình cho rằng đấy là cách phòng thủ rất là hay. Khi mà tanh cơ hiện nay không chống chịu được, không sống được thì thôi chết đi đúng không? Không phải là hồi sinh, một cách phòng thủ hay đúng không? Ngày mai chúng ta cùng ngó thêm xem có event gì khác không nhé. Có bán su mèo và lại mua rồi các bạn nhé.
hết kim cương xanh là do mua rồi đấy. Đây là đánh đủ số lần đấu trường nhận thưởng. Rồi chúng ta cùng chờ thêm 2-3 ngày nữa các bạn nhé. Anh em nào mà không muốn phải lập ạc ở server mới cũng như tiết kiệm tiền và công sức cày cuốc thì có thể mua luôn ạc này về chơi thì đỡ tốn thời gian. Ra bao gồm toàn bộ mọi chi phí là 1,2 triệu. Bạn nào bạc thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. À chưa chết run các bạn đúng không? Thật ra server mới run chưa có gì mấy. Rồi run chữ G của Terrico mà đâm vẫn thấm thế. Chí mạng kết hợp với sói của Rock. Rồi bộ mới mở có thời gian ít ngày đúng không? Nên mình nghĩ như này là cũng hợp lý thôi. Rồi bạn nào bạc thì inbox nhé.